Rồi thì đây là cái màn hình bị hỏng nè, thì bị hỏng là chúng ta sẽ thay cái màn hình xi măng công phọt này bằng một cái màn hình mới. Thì đầu tiên là chúng ta phải thoát ra màn hình chính của chúng ta ha, màn hình chính để chúng ta có thể là xem được cái cài đặt trên đây, với lại chọn cái chế độ trên màn hình. Thì đầu tiên thì chúng ta kết nối dây trước. Thì phía trên cái màn hình này nè, nó sẽ có nhiều cái cổng kết nối. Từ trái qua phải thì giới thiệu một lần ha. Thì đây là cái bộ nguồn của chúng ta nè. Đây là cái cổng Rofi Bus. Đây là cổng USB cắm vào để backup dữ liệu hoặc là restore dữ liệu gì đó, hoặc là bộ nhớ bên ngoài. Đó, còn đây là cái cổng mạng Rofi Net. Thì đây chúng ta sẽ thấy là có X1 và ở dưới sẽ là B1 B2. Nghĩa gì, nó sẽ có một cái cạn mạng X1 là sẽ có một cái địa chỉ. Còn cái B1 B2 là hai cái bột của cái địa chỉ này. Thì cắm B1 hoặc là B2 là tương tự như nhau. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một sợi dây này đã cắm vào để kết nối với cái bị PC của mình nè. Nên thành ra nếu mà kết nối tiếp với cái màn hình này thì chúng ta có thể cắm vào cái cổng bột 1. Thế nên ở đây có chỉ cắm bột 2 nè, đó, còn bột 1 là nó đang trống. Chúng ta có thể cắm vào bột 1 được mà không cần phải rút cái bột 2 làm mất kết nối giữa cái màn hình với cái PC, mà chúng ta có thể cắm vào bột 1 để mà chúng ta kết nối vào màn hình này luôn. Đó. Thì cái này chúng ta cổng theo cổng audio, thì cái này có thể gắm vào để loa màn hình có thể phát ra loa cảnh báo gì đấy. Đó. Này cũng dùng USB mà không dùng. Thì ở đây nó sẽ có thêm một cái cổng là cái bộ nhớ, cái tiện nhớ chúng ta có thể lắp vào đây để mà cũng bộ nhớ này nó cũng tương tự như là cái cổng USB này vậy. Nó cũng có dùng để backup hoặc là restore hoặc là để mở rộng cái bộ nhớ của cái màn hình này. Màn hình của mình đang được sử dụng cái bộ nhớ mục đích là gì? Là để là tự động backup. Chúng ta sẽ cài đặt là sau khoảng thời gian bao nhiêu lâu đó thì nó sẽ tự động backup cái chương trình này vào cái bộ nhớ này luôn. Đó, để khi màn hình bị hỏng hay gì bị chết bất tử đó, chúng ta có thể là lấy chương trình trong cái tiền nhớ này để chúng ta có thể restore lại. Thì ở đây chúng ta sẽ thay màn hình, nên chúng ta sẽ làm theo cách là chúng ta kết nối vào cổng Rofi Net và chúng ta sẽ dùng cái chương trình Rosei để mà chúng ta là backup cái chương trình này về và sau đó restore thay màn hình mới. Rồi, ok. Thì chúng ta kết nối cái cổng mạng vô cổng B1 ha. Đèn đã chớp này. Rồi, phía trên màn hình Rosei. À, phía trên màn hình Siemens. Thì chúng ta vậy, chúng ta sẽ vào một setting nè. Chúng ta phải biết được cái địa chỉ của màn hình này là địa chỉ là bao nhiêu. Ta sẽ vào một setting đó. Và chúng ta sẽ vào một là network em dial nè. Rồi, khi nhấn vào đó, em thấy là bây giờ là nó sẽ có cái địa chỉ thông tin của cái trang mạng của mình là X1 là đó. Rồi nhấn vào đây, X1. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy là cái địa chỉ IP của mình, cái này màn hình đang cài là 192.168.3.20 và cái số nét mắc là 255.255.255.0. Đó, thì khi chúng ta cài đặt trong cấu hình trong phần mềm Rosei hoặc là khi kết nối chương trình vào, chúng ta sẽ kết nối bằng cái địa chỉ này. Rồi, ok. Tiếp theo có một cái thông tin ta cần phải xem. Đây là có thể xem thêm, đó là vào cái mục OB thì chúng ta xem được cái thông tin của cái màn hình này. Như các bạn thấy là qua cái mục device nè, đó, ở đây chúng ta sẽ có tên của cái màn hình cũng như là cái phiên bản mà chương trình nó đang chạy bên trong. Ở đây chúng ta sẽ là V13.0, có nghĩa là chúng ta đang dùng chương trình TiaBotto V13 để là lập trình cho cái màn hình này. Rồi khi kết nối, chúng ta sẽ kết nối dùng cái phiên bản TiaBotto V13 là nó sẽ chính xác nhất đó. Và đây sẽ thấy là kích thước của bộ nhớ nè, nó là 512 MB và có địa chỉ MAC address của cái màn hình luôn, là địa chỉ là tên là gì đó, là cái địa chỉ MAC address là như vậy. Chung là mọi thông tin về cái màn hình nó sẽ hiển thị trong cái mục này. Rồi, ok, sau khi đã có địa chỉ xong rồi á thì chúng ta sẽ bắt đầu là kết nối với cái màn hình của chúng ta thôi ha. Thì để kết nối chúng ta sẽ chọn qua chế độ transfer. Đây là chúng ta sẽ chọn chế độ transfer. Rồi nó sẽ bắt đầu là nó đang đợi kết nối tới cái máy chủ. Rồi bây giờ trên cái máy tính ha. Trên máy tính chúng ta đã kết nối với Rosei rồi, kết nối với màn hình comfort rồi á. Chúng ta sẽ vào đây là Odorem ở mục Siemens Automation. Chúng ta sẽ có cái mục là option and tool nè, cái máy tool. Trong đây thì sẽ có công cụ Sematic Rosei. Đây, tôi sẽ nhấn vào đây. Rồi,
ở đây á, nó sẽ có cái mục là general là để cấu hình cái màn hình mà thông tin mà chúng ta sẽ kết nối. Ở đây chúng ta sẽ kết nối màn hình TB1200 công phọt. Đó, đây có nhiều màn hình khác nhau, chúng ta sẽ chọn đúng màn hình TB1200 công phọt là màn hình của chúng ta nè. Rồi, chúng ta chọn xong rồi. Chúng ta đang kết nối vào cái cổng là Profinet. Ở đây chúng ta sẽ chọn là Profinet. Nếu các bạn kết nối vào cổng USB hoặc là cổng BI là Profibus là chúng ta sẽ chọn tương ứng. Thì ở đây chúng ta đang kết nối vào cổng Profinet, chúng ta sẽ chọn là cổng Profinet nè. Rồi, sau khi chọn cổng Profinet xong thì chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ IP của cái màn hình ở đây là 192.168.3.20 là cái địa chỉ mà chúng ta vừa xem lúc nãy đó. Rồi, ok. Sau khi chúng ta xong rồi, chúng ta sẽ xem thử màn hình máy tính đã được kết nối với cái màn hình hay chưa. Thì chúng ta cài đặt tiếp theo là chúng ta sẽ vào kết nối mạng, kiểm tra về mạng. Ta sẽ vào phần cho panel nè. Rồi, ta phải đặt cái địa chỉ IP của cái máy tính là cùng lớp với lại IP của màn hình vào một network. Rồi, ở đây là mình xem là IP của máy tính là cùng lớp chưa. Chọn mục là IPv4. Đó, như đây chúng ta đang cài đặt là 192.168.3.89 và số nét mắt là 255.255. Đó, thì như cái này là nó hoàn toàn cùng mạng với cái màn hình của chúng ta rồi, đúng không? Là đã ok, là IP của máy tính là cùng mạng, cùng lớp mạng với màn hình. Rồi, tiếp theo á, ta phải đảm bảo một điều là firewall đã được tắt. Ta vào Windows firewall nè. Đó, xem như đây là đã được tắt rồi nè. Nếu chưa tắt thì chúng ta phải chọn vào tên firewall on or off. Chúng ta tắt cái firewall này đi, tạm thời tắt đi để mà máy tính có thể kết nối được với màn hình mà không bị trở ngại gì. Đó. Rồi, bước thứ hai xong rồi thì bước thứ ba chúng ta kiểm tra thêm là cái chỗ mục SBCBG á, nó đã chọn được chọn đúng hay chưa. SBCBG là gì? Là nó sẽ là cài đặt cái về mặt giao tiếp giữa cái máy tính và cái thiết bị điều khiển nói chung, đó là HDMI hoặc là PC gì đó nói chung. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái VS7 online nè đang được kết nối với cái kẹt mạng của chúng ta rồi. Đó, tại vì mình đang kết nối với màn hình HDMI bằng kẹt mạng mà, nên thành ra mình sẽ chọn đúng cái kẹt mạng. Ở đây nó sẽ có nhiều cái mục khác nhau, thì chúng ta chọn đúng cái kẹt mạng của chúng ta, đó là cái real test này ha. Tùy cái máy tính khác nhau mà nó sẽ có cái tên cái kẹt mạng khác nhau, nhưng mà đó mình chọn đúng kẹt mạng nè, chọn kiểu TCP/IP và auto ha. Thì chọn xong rồi thì ta nhấn ok, thì ở đây mặc định nó đã chọn rồi, ok ha. Và ba bước này đã xong, chúng ta kiểm tra lại thêm cho chắc nữa một cách nữa là chúng ta sẽ vào là chúng ta sẽ pin tới thiết bị xem thử đã tới được hay chưa. Ta vào command prompt này ha. Rồi, ở đây chúng ta thử pin 192.168.3.20 là màn hình của chúng ta. Rồi, ok, là màn hình đã được pin tới. Rồi, trên cái mục rosay sau khi chúng ta là cấu hình trong chương trình cũng như là cấu hình trên máy tính, ta chọn backup. Rồi, ở đây chọn cái địa chỉ mà file nó sẽ lưu là tên gì đó vào máy tính. Rồi, sau khi chọn cái mục xong cũng như là tên cái file xong, chọn start backup để chúng ta bắt đầu backup. Ở đây đã có cái file rồi nè, chúng ta có thể là đặt cái file khác hoặc là chấp chồng luôn cũng được. Như ở đây hero 21 thêm số ra cho nó khác đi ha. Rồi đó, rồi tên cái file. Rồi ok, rồi start backup. Đó, sau một thời gian thì chương trình mới bắt đầu là kết nối với màn hình để backup. Đó, chương trình nó đã bắt đầu chạy một bậc cấp rồi. Thì nó cũng như trên màn hình nó sẽ hiển thị cái quá trình bắt cấp chúng ta. Đó, nhưng mà hình đây bắt đầu nó sẽ hiển thị sang cái quá trình bắt cấp và phần trăm nó đang chạy ra bao nhiêu. Rồi ok, đợi đến hơn 100% rồi chúng ta sẽ có được cái file bắt cấp hoàn chỉnh.
Rồi đối với màn hình mới thì sau khi lắp lên để restore, chúng ta sẽ cài đặt lại cái địa chỉ IP cho cái màn hình, tương tự vào network, vào cái trang mạng. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ cài đặt địa chỉ IP giống như là địa chỉ IP của thiết bị trước, đó là 192.168.3.20. Sao đến mắt là 255, nó tự động đi 255. Chấm 2 kìa anh. Rồi rồi, ok. 20. Rồi, ok đúng không? Rồi, chúng ta lại lần nữa. Ok, IP đã được cài đặt xong. Rồi, ok, lâu tốc ra màn hình. Đây chúng ta nhấn cái mục transfer ha, để bắt đầu kết nối với máy tính. Rồi, chọn transfer, sau đó kết nối dây vào. Ok, ở trên màn hình thì chúng ta có thể là chắc là chúng ta sẽ pin tới thiết bị một lần nữa ha. 92.168.3.20. Rồi, ok, nó đặt trên tay thiết bị. Ở đây chúng ta chọn một restore. Sau đó chúng ta chọn tới cái file mà chúng ta vừa backup. Đây cái file mà backup chúng ta nè, chúng ta chọn open. Thì ở đây cái mục 0 chúng ta giữ nguyên ha, là đã cấu hình lúc nãy là chúng ta giữ nguyên. Rồi, một restore sau khi chọn file xong. Ở đây chúng ta sẽ có cái thông tin cơ bản của cái file restore nè. Sau đó chúng ta chọn start restore để bắt đầu backup. Ok, nó sẽ chọn là nó sẽ cảnh báo. Ok, nhấn Z để bắt đầu là restore. Rồi, khi chạy cái file này xong thì màn hình nó sẽ được restore lại chương trình đầy đủ. Cái này cũng đang hiển thị cái quá trình transfer, quá trình restore.